Xin chào các bạn, tôi là Thành, giảng viên của phòng đào tạo bán hàng Toyota Việt Nam. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về dòng xe Fortuner mới bản 4 nhân 4. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Chúng ta cùng đến với phần thiết kế phía trước của chiếc xe Fortuner. Trước khi vào phần này, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn một số các cái đặc điểm về việc thay đổi trong cái kích thước tổng thể. Đầu tiên, chiếc xe đã được làm dài ra thêm 90 mm, chiều rộng được kéo rộng ra thêm 15 mm và chiều cao được hạ thấp xuống 15 mm, có nghĩa là dài hơn, rộng hơn và thấp hơn. Điều này giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng quan bên ngoài là chiếc xe nhìn nó bề thế hơn và sang trọng hơn. Đi vào các đặc điểm liên quan đến thiết kế phía trước của chiếc xe Fortuner này, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những cái đặc tính giúp tạo nên hai tính chất đó là sang trọng và mạnh mẽ. Đầu tiên, đó là lưới tản nhiệt phía trên. Bây giờ được làm bởi các thanh với kích thước rất là lớn và được mạ chrome, sang trọng hai chi tiết viền bên ngoài của cái phần lưới tản nhiệt này được làm rất là lớn và được kéo dài ra phía sau một đường nét mảnh như này thì nó vừa mạnh mẽ mà vừa tinh tế phần lưới tản nhiệt dưới được thiết kế dập chìm xuống để làm nổi lên những cái đường gân mạnh mẽ của phần cản trước phần cụm đèn sương mù bây giờ được thiết kế dưới dạng là 3D với cái chi tiết mạ chrome rất là to bản ở đây tạo nên một cái cái điểm nhấn ở cái khu vực thiết kế phía trước với cụm đèn chúng ta có đèn ban ngày với 5 bóng dạng led rất là sang trọng ở đây. Bây giờ cả bóng chiếu xa và chiếu gần đều chung một vị trí chiếu sáng và đều sử dụng bóng đèn led gọi là bi led rất là sang trọng và cao cấp. Và chúng ta có thể nhìn sang bên này đó là dòng chữ bi bim led một sự khẳng định cho sự cao cấp. Chúng ta có thể thấy ở đây. Đó là một số các điểm về thiết kế và tính năng của phần phía trước. Chúng ta sẽ sang phần thiết kế bên hông. Thiết kế bên hông của Fortuner mới rất sang trọng, mạnh mẽ và tinh tế. Với ba đường đặc tính cơ bản, đường đầu tiên bắt đầu từ cuối cụm đèn trước, theo trụ chữ A và kéo dài trên nóc trần xe. Đường thứ hai, sau gương chiếu hậu bên ngoài, theo đường mạ chrome kéo dài đến hết xe và đường thứ ba phía dưới cánh cửa. Ba đường đặc tính này giúp chiếc xe trông như đang chuyển động ngay cả khi nó đang đứng yên. Ba đường đặc tính này được thể hiện ở trên thân xe, ở trên mặt sau của chìa khóa và ở trên màn hình khởi động. Đi sâu vào chi tiết, chúng ta có một số điểm nhấn đáng chú ý như sau. Đầu tiên là vành bánh xe bây giờ được làm rất lớn với kích thước là 18 inch với thiết kế là 6 chỗ cách điệu rất sang trọng và tinh tế. Gương chiếu hậu bên ngoài được thiết kế mượt mà hơn, rất phù hợp với thiết kế tổng quan và được trang bị công nghệ đèn LED cũng như là tính năng đèn chào mừng. Với tính năng đèn chào mừng này người lái sẽ được chào đón, đặc biệt là rất là ấn tượng khi ở trong không gian trời tối. Ở phần trần xe chúng ta cũng có giá nóc tích hợp tăng sự thể thao cho chiếc xe. Tất cả các trụ bên, trụ B, trụ C, trụ D đều được sơn màu đen giúp tổng quan thiết kế phần gương kính này nó hài hòa, nó thành một khối thống nhất, nhấn mạnh tất cả những cái đường nét ba đường đặc tính tôi vừa nói đến, tăng sự sang trọng của chiếc xe. Tay nắm cửa bên ngoài được làm chắc chắn hơn, dễ cầm nắm hơn, mạ chrome sang trọng và trang bị tính năng ra vào thông minh. Bệ lên xuống được thiết kế lại đẹp hơn với phần chi tiết mạ bạc và rất tinh tế, phù hợp với tổng quan thiết kế hài hòa của chiếc xe. Chúng ta kết thúc phần thiết kế bên hông. Chúng ta đến với phần thiết kế phía sau của chiếc xe Fortuner mới. Vẫn tuân theo uh, nguyên lý uh, sang trọng, mạnh mẽ và tinh tế. Đặc tính đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là cụm đèn phía sau. Bây giờ được làm nhỏ gọn hơn với rất nhiều công nghệ đặc biệt. Đầu tiên đó là công nghệ đèn LED với tính năng là đèn LED dài, có nghĩa là kéo dài từ phía bên hông kéo sang bên phần bên này. Thì khi vào lúc trời tối và khi người lái đạp phanh hoặc sử dụng đèn phía sau thì hai giải đèn LED này sáng lên tạo sự sang trọng và điểm nhấn rất đáng chú ý ở tầm thiết kế phía sau chiếc xe Fortuner. Thêm một chi tiết nữa về cụm đèn sau đó là với thiết kế kết thúc ở phần phía bên hông như chúng ta có thể thấy ở đây. Thì khi mà chúng ta đứng ở vị trí trung tâm phía sau nhìn lại thì chúng ta không thấy nhìn thấy điểm kết thúc của hai cụm đèn này giúp cho chúng ta có cảm giác là chiếc xe này được kéo dài, kéo rộng ra thêm về hai bên. Hai cụm đèn này được thiết kế kết nối với nhau bởi chi tiết mạ biển số, mạ chrome rất sang trọng và tinh tế với dòng chữ Fortuner đầy sự tự hào. Lên phía trên chúng ta có thể nhìn thấy được là cái anten bây giờ được làm với dạng vây cá giúp cải thiện cái về mặt thẩm mỹ, tăng cái sự tính năng khí động học cũng như là cải thiện cái khả năng bắt sóng tín hiệu tốt hơn. Kết hợp cùng với đó là cái vây cánh ngưng gió phía sau hay còn gọi là đuôi cá được thiết kế rất là thể thao và tinh tế. Và phần phía dưới là phần cản sau. Thiết kế bây giờ nó trau chuốt hơn với các cái đường dập nổi lên cũng như là các chi trang trí phía dưới tạo thêm một tổng thể phía sau hài hòa và rất là mạnh mẽ. Về mặt tính năng, chúng ta có một tính năng rất cao cấp ở phần phía sau. Chúng ta có thể thấy ở đây, đó là đè cốp sau mở điện. Chỉ một thao tác rất đơn giản thôi, người lái có thể mở được chiếc cửa cốp này ra, trong khi uh, uh, có thể mang theo đồ hoặc cầm ô hoặc là bế con nhỏ, rất là tiện lợi và dễ dàng. Với việc uh, mở cái cốp này ra chúng ta có 3 cách. Đầu tiên là với cái nút ấn điện vừa rồi, thứ hai là chúng ta có thể dùng chìa khóa và thứ ba là chúng ta có thể sử dụng cái công tắc ở trên cái bảng tableau. và muốn đóng lại thì chúng ta đơn giản cũng chỉ ấn vào đây thôi một thao tác rất là nhẹ nhàng vừa rồi chúng ta vừa có điểm qua một số nét về thiết kế cũng như tính năng ở phần phía sau của chiếc xe Fortuner bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nội thất Tôi đang ngồi ở vị trí người lái của chiếc xe Fortuner mới bản nhân 4 và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái đặc tính nổi bật về mặt thiết kế cũng như tiện nghi của chiếc xe này. Đầu tiên là thiết kế tổng quan khu vực nội thất. Ngôn ngữ thiết kế bây giờ là mạnh mẽ và sang trọng, thể hiện qua rất nhiều chi tiết như là ốp gỗ cao cấp ở vô lăng hay là ốp gỗ ở khu vực cần số cũng như là bọc da cao cấp ở phần hộp trầm hay là phần ghế da cao cấp. Ngoài ra còn rất nhiều những chi tiết như là mạ bạc, mạ chrome hay những đường chỉ khâu cao cấp thể hiện ở nhiều vị trí trên xe. Về ánh sáng hiển thị cũng là một đặc điểm đáng lưu tâm ở đây. Toàn bộ không gian nội thất của Fortuner đều được sử dụng ánh sáng hiển thị màu xanh da trời, như trên bản hồ tốc độ, khu vực điều khiển điều hòa, tạo nên một không gian sang trọng và tiện nghi cho người sử dụng. Trước kế người lái trên chiếc xe Fortuner được trang bị uh, chất liệu da với các đường chỉ khâu tinh tế và thiết kế rất là thể thao và ôm với người sử dụng, tạo nên một cái tư thế lái thoải mái, khiến người lái có thể sử dụng trên quãng đường dài mà không bị mệt mỏi. Rất là ôm người, rất là vừa vặn. Chiếc ghế này có thể điều chỉnh được điện 8 hướng Với các công tắc Chỉnh điện bên, bên tay trái thôi Tôi có thể dễ dàng chọn được cái vị trí đi lái phù hợp Vô lăng trên Fortuner mới được thiết kế thể thao với dạng 4 chấu Bao gồm nhiều tiết trang trí như ốp gỗ, bọc da, mạ bạc, mạ chrome hay những đường chỉ khâu Ngoài ra được trang bị rất nhiều các cái tính năng tiện ích như là điều khiển thống âm thanh, bluetooth hay là điều khiển thông tin trên màn hình MID Màn hình tốc độ trên xe Fortuner mới được trang bị rất nhiều công nghệ và thiết kế cao cấp. Bao gồm uh, thiết kế dạng 3D cho hai khu vực bảo đồng hồ và được mạng chrome rất sang trọng. Ở khu vực chính giữa chúng ta có hai giải uh, ánh sáng màu xanh da trời rất dịu mắt và ở phần trung tâm chúng ta có màn hình TFT 4.2 inch trang bị rất nhiều thông tin về lái xe, có thể được điều chỉnh trên vô lăng như là thông tin về uh, lái xe chung, thông tin về giải trí và thông tin về cảnh báo chung. Fortuner mới đã trang bị hệ thống âm thanh DVD với màn hình cảm ứng 7 inch và sử dụng ánh sáng màu xanh ra trời chủ đạo, rất sang trọng và bắt mắt. Xe cũng được trang bị rất nhiều tính năng tiện nghi cao cấp như là Bluetooth đàn thoại tay và được trang bị hệ thống âm thanh là 6 loa với 4 loa ở hai cánh cửa trước và hai loa hai cánh cửa sau. Về hệ thống điều hòa, xe đã trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng hai giàn lạnh với thiết kế rất sang trọng và bắt mắt với những đường viền mạ chrome hay là thanh giả mạ chrome ở đây tất cả các nút bấm đều được thiết kế rất là tiện nghi và nằm trong cái tầm kiểm soát người sử dụng rất đơn giản thao tác về hàng ghế thứ hai cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động và tất cả 7 vị trí người ngồi trên xe đều được trang bị cửa gió rất thoải mái với hệ thống âm thanh và điều hòa cao cấp sẽ mang đến một trải nghiệm tuyệt vời cho các hành khách sử dụng chiếc xe Fortuner này xe cũng được trang bị hộp lạnh với thiết kế rất sang trọng chúng ta có thể bỏ đồ uống vào đây và chúng ta sẽ có thức uống mát trong mùa hè và thức uống ấm trong mùa đông rất tiện nghi xe cũng được trang bị rất nhiều vị trí để đồ và với thiết kế rất thông minh ở tất cả các vị trí ngồi hàng ghế thứ nhất hàng ghế thứ hai hay hàng ghế thứ ba giúp gia tăng cái tính tiện nghi cho người sử dụng ví dụ như vị trí để cốc ở hàng ghế phía trước được thiết kế ngay ở vị trí dưới của cái cửa gió điều hòa chúng ta để nước vào đây và sẽ có luôn luôn có nước lạnh cho người sử dụng Fortuner 4x4 được trang bị 4 cánh cửa được điều chỉnh điện tự động một chạm lên xuống và chống kẹt à, Về hệ thống điều chỉnh gương Chúng ta có điều chỉnh gương điện và có chức năng gập điện Chúng ta đang ngồi ở khu vực hàng ghế thứ hai của chiếc xe Fortuner Tôi muốn nói đến vị trí ngồi, tư thế ngồi và cái không gian ngồi trước Mọi người có thể nhìn thấy là cái khoảng cách từ chân tôi đến lưng ghế phía trước là rất là dài Khoảng trần xe từ đầu tôi lên trần xe cho vị trí ngồi này và mình đi chỗ ở bên đây là được thiết kế là nó đặc biệt nó làm lõm cái trần xe xuống để tăng cái khoảng để đầu cho cái người sử dụng rất là thoải mái Ghế cũng có thể điều chỉnh trượt và ngả Tôi có thao tác cho mọi người nhìn Trượt lên, trượt xuống Và có thể ngả được cho một cái không gian ngồi rất là thoải mái Điều này nó mang lại một cái điểm ưu việt Nếu mà so với các đối thủ của Vân Khúc như là CX5 hay CRV Họ không thể điều chỉnh được cái tư thế ngồi ở hàng ghế thứ hai trượt và ngả Dẫn đến là khi mà di chuyển di chuyển đến quãng đường xa Sẽ không thể nào thoải mái được như chiếc xe Fortuner này Ngoài ra, vị trí ngồi hàng ghế thứ hai cũng được trang bị rất là nhiều các tính năng tiện nghi cao cấp. Ví dụ như chúng ta có khu vực để điện thoại cũng như là sạc ở đây. Chúng ta có tựa tay hàng ghế thứ hai. Có trang bị giá để cốc rất là tiện nghi như thế này. Chỉ ngồi của tôi thoải mái. Chúng ta có điều hòa tự động ở trên trần như thế này. Hai cửa gió và khu vực điều khiển ở đây. Ngoài ra chúng ta còn có móc cho đồ ở khu vực cánh cửa bên này thì chúng ta có phần tựa tay cũng bằng da Rất là tiện nghi, thao tác rất là thoải mái Một tính năng rất đáng lưu tâm ở hàng ghế thứ hai đó là thao tác gập một chạm Với thao tác này chỉ một chạm đơn giản Người sử dụng có thể dễ dàng gập hàng ghế thứ hai xuống và di chuyển vào hàng ghế thứ ba Thao tác như sau Tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ ba của chiếc xe Fortuner và với thể hình của tôi cao khoảng độ 1m68 thì tôi cảm nhận là không gian ngồi tương đối là thoải mái các bạn có thể nhìn thấy là khoảng để chân của tôi khoảng để đầu gối vẫn còn cách cái lưng ghế phía trước một khoảng rất là lớn và tương tự như hàng ghế thứ hai thì khoảng chân xe cũng thiết kế lõm xuống giúp tôi có thêm khoảng không gian để đầu và có một điểm đáng lưu ý ở đây là hàng ghế thứ ba thiết kế vẫn rất ôm người tương tự như hai hàng ghế trên bởi các phần đệm ghế ở phía đệm và phía lưng rất là ôm người đây là một ưu điểm đáng để nói đến khi mà so sánh với các cái hãng xe đối thủ Tại vì đối với các xe đối thủ khác thì cái phần hàng ghế thứ ba thường thiết kế nó rất là đơn giản Nó giống như một tấm đệm để ngồi thôi chứ không có sự thiết kế ôm người như này Thì với xe Fortuner này 7 người có thể di chuyển quãng đường dài Và tất cả 7 người đều rất là thoải mái bởi cái sự thiết kế ghế này Về tiện nghi, hàng ghế thứ ba vẫn có cửa gió điều hòa cho mọi người ngồi trên trần xe xuống Và bên này chúng ta cũng có cái khoảng à, cái không gian để cốc Và hàng ghế thứ ba có thể ngả được Rất thoải mái đó là hàng ghế thứ ba của chiếc xe Fortuner. Khoang chế độ trên xe Fortuner mới được thiết kế rất thông minh, giúp gia tăng khả năng chất tải. Bên cạnh đó, khoảng chất tải từ mặt đất cho đến sàn xe được giảm xuống so với phiên bản hiện tại, giúp người sử dụng có thể dễ dàng chất tải hơn, gia tăng tính tiện nghi. Bên cạnh đó, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba có thể gấp gọn lại được, giúp người sử dụng có thể chở được những đồ với kích thước lớn hơn, cồng kềnh hơn. À, hàng ghế thứ ba bây giờ cũng được thiết kế cái 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 móc gập, cái móc treo ghế từ trụ C về trụ D giúp gia tăng cái tính tiện nghi, thao tác sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ làm mẫu một lần. Với việc chuyển trụ móc treo về đây thì người sử dụng sẽ không bị va chạm quần vào khu vực cản sau, giúp gia tăng tính tiện nghi cho người sử dụng. Về động cơ, chiếc xe này được trang bị máy xăng bản 2.7 và được thay thế cho công nghệ VVTI ngày xưa đời, đời cũ bằng công nghệ đùa VVTI giúp gia tăng công suất, thải khí sạch hơn, thân thiện môi trường hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hộp số tự động bây giờ là 6 cấp giúp cho việc chuyển số mượt mà hơn, tăng tốc nhanh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó cũng được trang bị lễ chuyển số trên vô lăng giúp người lái có cảm giác lái thể thao hơn. Fortuner mới cũng được trang bị hai chế độ lái là Eco và Power. Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn và Power giúp tăng tốc tốt hơn. Về hệ thống gài cầu, Fortuner mới được trang bị hệ thống gài cầu bằng điện với hệ thống gài cầu bán thời gian. Chúng ta có thể chọn giữa một cầu và hai cầu. Đây là một ưu điểm nếu như so với dòng Fortuner hiện tại là chỉ có thể đi được hai cầu. Nếu như chúng ta chọn một cầu trên dòng Fortuner mới này, chúng ta có thể giúp tiết kiệm được nhiên liệu. Khi chúng ta chọn ở chế độ H2 là chế độ một cầu, H4 là chế độ hai cầu ở tốc độ cao và L4 là hai cầu ở tốc độ thấp. Ngoài ra, chúng ta có thể lựa chọn hệ thống khóa với sai cầu sau giúp tối ưu hóa khả năng vượt địa hình. SUV đích thực là chính là chiếc xe Fortuner mới này. Ngoài ra chúng ta còn được trang bị hệ thống kiểm soát tốc độ Cruise Control giúp người lái giảm thiểu thao tác và tăng cái tính năng an toàn khi sử dụng xe. Về cách âm, chúng ta cũng có thể thấy được một số các điểm đáng lưu tâm, ví dụ như là đã bổ sung một thêm một tấm cách âm rất lớn nằm ở phía trên nắp capo, cải thiện gia tăng thêm diện tích của cái tấm cách âm giữa khoang động cơ và khoang hành khách với một diện tích lớn hơn và có thêm rất nhiều các tấm cái âm nằm ở khu vực hai bên thành xe như thế này. Ngoài ra, ở trên các cái chi tiết lắp ráp ở trên phần thân xe, chúng ta cũng được trang bị rất nhiều các cái tấm bọt giúp giảm thiểu sự va đập khi chiếc xe đi vào khu vực đường gồ ghề. Khả năng cách âm của chiếc xe này là được cải thiện vượt bậc so với cái phiên bản hiện tại. Về hệ thống treo, chiếc xe Fortuner mới được cải thiện với một số các đặc điểm sau đây. Xi lanh treo giờ lớn hơn và được bổ sung thêm thanh cân bằng cho hệ thống treo sau. Bên cạnh đó là tối ưu hóa các điểm liên kết giữa hệ thống treo và hệ thống gầm xe. Hệ thống treo độc lập vẫn sử dụng ở phía trước và hệ thống treo phụ thuộc được sử dụng ở phía sau. Với việc nâng cấp này đã cải thiện rất nhiều lên hệ thống treo giúp xe vận hành êm ái hơn, đỡ rung sóc, giảm ồn khi vào cua và chuyển làn rất là chắc chắn. Về hệ thống khung gầm, chiếc xe Fortuner cũng được cải thiện rất là nhiều. Thanh dầm khung gầm bây giờ được làm dày hơn lên tới 20mm Việc tăng số lượng điểm hàn liên kết giữa thân xe và gầm xe giúp cải thiện khả năng vận hành. Bên cạnh đó, sự bổ sung thêm các tấm lót sàn xe giúp gia tăng khả năng cách âm. Hệ thống an toàn chủ động được trang bị những xe Fortuner này bao gồm hệ thống phanh trước là phanh đĩa thông gió, hệ thống phanh sau là phanh tăng trống với các tính năng bổ trợ như là hệ thống chống bọc cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống bổ trợ lực phanh khẩn cấp BA hệ thống ổn định thân xe VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động ATRC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và một hệ thống mới đó là hệ thống hỗ trợ xuống dốc DAC. Chúng ta có công tắc DAC ở khu vực này. Về hệ thống an toàn bị động, Fortuner mới cũng được trang bị khung xe qua Tất cả 7 vị trí ngồi trên xe đều được trang bị dây đai an toàn 3 điểm và xe Fortuner mới được trang bị đến 7 túi khí bao gồm hai túi khí phía trước, hai túi khí bên hông cho người ngồi phía trước, hai túi khí rèm và một túi khí đầu của người lái. Chúng ta vừa kết thúc phần tìm hiểu chiếc xe Fortuner mới bản 4x4. Hy vọng video này cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hữu ích trong quá trình bán hàng. Thay mặt phòng đào tạo bán hàng tôi là Thành, xin chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn.